X51 Story mến chào quý thính giả. Xung đột Israel và Palestine một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới. Hai bên trả đũa nhau, số thương vong tăng vọt. Kể từ khi Israel phục quốc vào năm 1948, đặc biệt là sau khi Israel chiếm Đông Jerusalem vào năm 1967, xung đột giữa hai bên chưa bao giờ dừng lại, và các cuộc chiến tranh đã nổ ra năm lần. Trọng tâm của vấn đề là nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên núi đền địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi. Nhưng người Israel nói rằng, đây cũng là thánh địa của chúng tôi đã xây dựng hai ngôi đền ở đây, và chúng tôi sẽ xây dựng ngôi đền thứ ba tại đây để chào đón sự xuất hiện của đấng cứu thế Messiah. Nhà thờ Hồi giáo của các anh đã lấy đi lãnh thổ của chúng tôi. Vậy ngôi đền thứ ba là gì? Tại sao người Do Thái lại quyết tâm xây dựng? Trước tiên hãy nói về lý do tại sao việc xây dựng lại ngôi đền lại quan trọng đối với người Israel. Bởi vì đây là nơi họ cất giữ hòm giao ước. Hòm giao ước là một trong những vật thiêng liêng quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Nó lưu giữ những luật lệ mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel, 10 điều răn. Phía trên hòm giao ước còn có một ngai vàng, là nơi Đức Chúa Trời ngự khi Ngài giáng hạ giao tiếp với các nhà tiên tri và thầy tế tư của dân Israel. Vì vậy, hòm giao ước còn được gọi là nơi ở của Chúa trên trái đất. Mặc dù ngôi đền đã bị phá hủy hai lần, nhưng người Israel vẫn luôn tin rằng họ cần xây dựng lại ngôi đền, vì Kinh Thánh tiếng Do Thái nói rằng, ngôi đền sẽ được xây dựng lại khi đấng cứu thế Messiah trở lại. Có một câu nói tương tự trong Kinh Thánh, đó là, Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài. Ở đây, Chúa mà các ngươi tìm kiếm, ám chỉ đấng Messiah, và khi Ngài đến, đền thờ của Ngài sẽ sẵn sàng cho Ngài. Đấng Messiah xuất hiện, đó là ngày phán xét cuối cùng, người tốt lên thiên đàng và kẻ xấu sẽ bị ném vào hồ lửa. Vì vậy, đối với họ, để được cứu độ và lên thiên đàng thì phải xây dựng ngôi đền thứ ba này. Tuy nhiên, việc xây dựng lại ngôi đền gặp rất nhiều khó khăn, một trong những vấn đề lớn là hòm giao ước đã biến mất suốt 2.500 năm. Nó còn có thể xuất hiện trở lại ở thế gian không? Câu chuyện bắt đầu với việc Moses dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập cách đây 3.300 năm. Vào thời điểm đó, dân Israel đang làm nô lệ ở Ai Cập. Đức Chúa Trời không thể chịu đựng được nữa, nên đã chuyển cho Moses đưa họ về quê hương Canaan, nay là Israel. Moses đã thực hiện nhiều phép lạ trên đường đi, bao gồm cả việc rẽ nước biển đỏ để dân Israel có thể đi qua như đi trên đất liền. Chứng kiến những phép lạ này, dân Israel tỏ ra kính sợ Đức Chúa Trời và tôi tớ Ngài là Moses. Chúa cũng đã tốt với họ. Khi mọi người đều phàn nàn rằng nước quá đắng thì Chúa làm cho nước ngọt hơn. Khi họ phàn nàn rằng không có thịt để ăn, thì có một đàn chim cút lớn bay đến chạy vào một đêm. Cùng với chim cút còn có bánh manna đẹp như ngọc, ngọt ngào và thơm ngon. Không có gì ngon hơn chim cút nướng ăn cùng bánh manna. 3 tháng sau, dân Israel đến chân núi Sinai. Tại đây, Chúa hiện ra trên không trung và giảng 10 điều răn, bao gồm kính trọng người già, không thờ ngẫu tượng, không được sát sinh, ngoại tình, trộm cắp, không khai man và tham lam của cải người khác, v.v. Sau đó, Moses lên núi học những luật lệ khác nhau quản lý dân Israel từ Đức Chúa Trời, thời gian lưu trú kéo dài 40 ngày. Khi ông xuống núi, Chúa đưa cho ông 2 phiến đá có khắc 10 điều răn, và bảo, con trở về làm một cái hòm bằng gỗ tạo giáp và cất vào đó. Hòm phải giáp vàng từ trong ra ngoài, chân hòm phải đặt 4 khuyên vàng để dễ mang theo. Phía trên hòm phải đặt một chiếc ngai bằng vàng ròng để khi ta xuống gặp con, ta có thể ngồi lên đó. Hai bên ghế phải có 2 thiên thần xòe cánh để canh giữ. Moses được lệnh đi xuống núi, nhưng khi đi được nửa đường, ông nhìn thấy một nhóm người Israel đang bái lạy tượng một con bê vàng. Bây giờ Moses đang tức giận, Chúa đã rất tốt với các bạn. Vậy tại sao các bạn lại quay lưng lại với Ngài trong chớp mắt? Chẳng phải 10 điều răn dạy không được thờ ngẫu tượng sao? Hơn nữa, nó là một con vật. Ông tức giận ném phiến đá xuống. Nhưng rõ ràng Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn với con dân của Ngài. Sau một số hình phạt, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho dân Israel và ban cho Moses thêm 2 phiến đá nữa. Lần này, cơn giận của Moses nguôi ngoai và ông chế tạo hòm giao ước theo chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Một chiếc lều đặc biệt được dựng lên gọi là đền tạm để cất giữ hòm giao ước. Có một không gian kín được bao bọc bởi một tấm màn trong lều, được gọi là nơi chí thánh, và hòm giao ước được đặt ở đó. Mỗi lần Moses vào thưa chuyện với Đức Chúa Trời, một cột mây giáng xuống và dừng lại trước cửa đền tạm. Hơn 40 năm sau đó, dân Israel tiếp tục tiến bước trong sa mạc, không bao giờ quên mang theo hòm giao ước bên mình. Hòm giao ước cũng thực hiện nhiều phép lạ và giúp đỡ người Israel rất nhiều. Khi qua sông Jordan, ngay khi chân các thầy tế tư khiêng hòm giao ước chạm nước thì nước đã cạn, và người dân qua sông dễ dàng. Trong trận chiến đầu tiên trong cuộc chinh phục Canaan của dân Israel, hòm giao ước được khiêng đi mỗi ngày, và đi vòng quanh thành Jericho, quân lính đi phía trước. Theo sau là 7 thầy tế tư thổi 7 chiếc khèn làm bằng sừng của con cừu đực.
Vào ngày thứ bảy, dân Israel khiêng hòm giao ước đi vòng quanh thành như thường lệ, lần này là 7 lần, sau đó các thầy tế tư lớn tiếng hét, tường thành sụp đổ. Dân Israel chiếm được thành mà không đổ máu. Nhưng ngay sau đó, người Israel đã quên mất hòm giao ước ban đầu được dùng để làm gì, và bắt đầu mang hòm giao ước ra chiến trường, cầu xin Chúa ban phước lành cho họ chiến thắng. Nhưng làm sao Đức Chúa Trời có thể tuân theo mệnh lệnh của con người và can thiệp vào công việc của con người? Vì vậy, quân đội Israel bắt đầu phải hứng chịu những thất bại liên tiếp. Cuối cùng trong một trận chiến chống lại quân Philistine, ngay cả hòm giao ước cũng bị quân Philistine chiếm giữ. Nhưng xét cho cùng nó là vật thiêng liêng và có linh tính. Người Philistine nhanh chóng phát hiện ra rằng, họ không thể đặt hòm giao ước ở đâu, vì bất cứ nơi nào hòm giao ước đến đều mang lại tai họa cho nơi đó. Cái chết đen xuất hiện ở một số nơi, và người dân ở những nơi khác bắt đầu phải chịu đựng những khối u. Sau đó, các linh mục của họ lên tiếng, nói rằng tốt hơn hết nên trả lại cho người Israel vì đó là kho báu của họ. 7 tháng sau, hòm giao ước phiêu du trở về Israel. Tuy nhiên, sự kiện hòm bị chiếm giữ này đã ảnh hưởng nặng nề đến đức tin của người Israel, họ không còn coi trọng hòm giao ước nữa. Mãi đến thời vua David, tức là sau Moses khoảng 300 năm, tức là 3.000 năm cách đây, thì điều này mới thay đổi. Có thể nói vua David là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Do Thái, và ngay cả những người theo đạo Thiên Chúa cũng tự hào rằng Chúa Giê-xu là hậu duệ của vua David. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh là câu chuyện David khi còn là một cậu bé đã đánh bại Goliath. Khi đó, David ra chiến trường để giao lương thực cho các anh em, và tình cờ nhìn thấy gã khổng lồ Goliath của kẻ thù đang khiêu chiến. Không ai trong quân đội Israel dám ra ngoài, nhưng David không hề sợ hãi, cậu bước ra mà không mặc áo giáp, trong tay chỉ cầm một thiết bị ném đá và 5 viên đá, lớn tiếng nói với tên khổng lồ, ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Sau đó, David ném hòn đá ra khỏi tay và trúng vào giữa trán Goliath, người khổng lồ ngục ngã xuống. David cũng nổi tiếng trong một trận chiến và trở thành anh hùng dân tộc, sau đó đương nhiên trở thành vua. Sau khi trở thành vua, David rất biết ơn và nói rằng, việc ông sống trong một cung điện sang trọng trong khi nơi ở của Đức Chúa Trời trên đất lại là trong một cái lều là không phù hợp. Ông hy vọng có thể xây dựng một ngôi đền cho hòm giao ước. Dưới sự sắp đặt của nhà tiên tri Nathan, David đã gặp Chúa trước hòm giao ước. Tuy nhiên, mặc dù Chúa đồng ý với đề nghị của ông, nhưng Chúa vẫn nói rằng con trai ông sẽ xây dựng ngôi đền này. David ngoan ngoãn nghe theo và lặng lẽ bắt đầu công việc chuẩn bị sơ bộ, bao gồm việc chọn địa điểm cho ngôi đền, mua vật liệu xây dựng. Sau này, ngôi đền quả thực được xây dựng bởi con trai của David, vua Solomon. Ngôi đền phải mất 20 năm mới hoàn thành, riêng phần móng đã mất 7 năm để xây dựng. Toàn bộ ngôi đền được vua Solomon xây dựng lộng lẫy, những chiếc bàn đều được làm bằng vàng, chân nến được làm bằng vàng, thậm chí cả dây xích trên cửa cũng được làm bằng vàng. Điều này thể hiện tấm lòng thành kính của vua David và con trai ông đối với ngôi đền này. Hòm giao ước được đặt trong một căn phòng bí mật không có cửa sổ nằm sâu trong ngôi đền. Căn phòng bí mật này chính là nơi chi thánh, nơi Chúa giao tiếp với con người. Khi các thầy tế tư khiêng hòm giao ước vào, cả ngôi đền bao phủ một đám mây, và mọi người đều nói rằng đó là vinh quang của Đức Chúa Trời. Thật không may, ngôi đền phức tạp này đã bị người Babylon san bằng 400 năm sau, và hòm giao ước biến mất. Tuy nhiên, nhiều người Do Thái tin rằng, hòm giao ước không bị người Babylon phá hủy, mà thay vào đó được giấu ở đâu đó trên thế giới. Dù sao nó cũng là vật thiêng liêng và có linh tính, làm sao nơi ở của Chúa trên thế giới lại có thể bị một số người bình thường tùy tiện phá hủy? Hãy xem, chẳng phải nó đã từng phiêu du bên ngoài một thời gian rồi quay trở lại an toàn đó sao? Tiếc thay, 70 năm sau, khi dân Israel quay lại xây dựng lại ngôi đền, hòm giao ước vẫn không xuất hiện. Trên thực tế, từ đó đến nay, hòm giao ước chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, trong những người Do Thái, có tin đồn rằng hòm giao ước vẫn còn ở trên thế giới. Kinh Thánh Do Thái, 2 Maccabi, kể rằng, nhà tiên tri Jeremiah, người đầu tiên đoán về cuộc xâm lược của người Babylon vào Jerusalem, đã lấy hòm giao ước và chôn trong một hang động. Sau đó ông nói với những người đi theo ông rằng, cho đến khi Chúa tập hợp con dân của Ngài lại nơi này, thì nơi này không được để người khác biết. Người Lemba ở Nam Phi cho rằng, tổ tiên của họ đã mang hòm giao ước về phía Nam, cuối cùng giấu nó trong một hang động sâu ở dãy núi Đầm ở ngôi nhà tâm linh của họ. Câu nói này nghe rất giống phần tiếp theo của câu chuyện Jeremiah. Năm 2008, Tudor Pafit, một chuyên gia người Do Thái đến từ Anh, đã thực hiện chuyến đi đặc biệt tới Nam Phi để tiến hành nghiên cứu. Sau đó, ông nói rằng hòm giao ước đã được đưa đến Sena, Yemen, và sau một thời gian lưu trú ngắn ngủi, nó đã vượt đại dương đến Đông Phi, và sau đó được đưa vào đất liền.
Nhưng ngay sau đó, hòm giao ước đã tự hủy. Các linh mục ở Lombardy đã làm một bản sao. Bản sao này được một nhà truyền giáo Thụy Điển phát hiện vào những năm 1940, và sau đó được sưu tầm lưu giữ trong Bảo tàng Khoa học Nhân văn. Cũng tại Ethiopia, nhà thờ Thánh Mary ở thành phố Aksum cũng tuyên bố rằng hòm giao ước được cất giữ trong một căn hầm gần họ. Tuy nhiên, khi kênh Discovery của Hoa Kỳ cử một đội quay phim đến và nói rằng họ muốn nhìn thoáng qua vẻ đẹp của hòm giao ước, thì các linh mục đã từ chối yêu cầu này. Họ nói rằng hòm giao ước chưa bao giờ rời đi và luôn được giấu trong một căn phòng dưới lòng đất trên núi đền. Năm 1981, ba giáo sĩ cấp cao ở Israel cho biết họ đã đào một lối đi ngầm dựa trên bản đồ ngôi đền cổ và nối nó với lối đi bên dưới ngôi đền. Họ đi theo lối đi đó đến một căn phòng bí mật và nhìn thấy hòm giao ước. Nhà khảo cổ học Kinh Thánh John Wyatt cũng tuyên bố rằng vào năm 1982, ông đã phát hiện ra hòm giao ước trong một căn phòng dưới lòng đất sâu 20 feet bên dưới địa điểm Chúa Giê-xu bị đóng đinh bên ngoài thành phố cổ Jerusalem. Phải chăng hai căn phòng bí mật này giống nhau? Hòm giao ước có thực sự ở bên trong không? Nếu có thì đó là bản gốc do Moses tạo ra hay là bản sao? Hiện chưa có tin tức rõ ràng. Nhưng bất kể có thể tìm thấy hòm giao ước hay không, việc xây dựng ngôi đền thứ ba đã nằm trong kế hoạch của người Israel. Trong một cuộc thăm dò năm 2010, gần một nửa số người Israel muốn xây dựng lại ngôi đền. Họ cũng đã thành lập Temple Institute, Học viện Đền thờ, và bắt đầu các công việc sơ bộ như chuẩn bị kinh phí, thiết kế kiến trúc, xây dựng trang thiết bị và đồ dùng theo đúng hướng dẫn trong Kinh Thánh. Những người Lê-vi mang hòm giao ước cũng đang được kiểm tra thông qua xét nghiệm ADN, bởi vì Moses quy định rằng chỉ có thầy tế tư mới được mang hòm giao ước, và thầy tế tư chỉ được chọn trong số người Lê-vi. Điều làm tăng thêm sự tin tưởng của họ là dấu hiệu tiên tri về việc xây dựng lại đền thờ và con bò cái màu đỏ sinh ra ở Israel được dùng làm đồ tế lễ cũng xuất hiện. Bò đỏ rất hiếm. Để ứng nghiệm lời tiên tri, người Israel đã nhập khẩu gia súc lông đỏ từ nước ngoài vài năm trước và bắt đầu tự nhân giống chúng. Trong báo cáo năm 2020, học viện này khẳng định đã nuôi được một con bò đỏ gốc Israel. Tuy nhiên trên cơ thể nó vẫn còn một mảng lông nhỏ màu trắng, chưa đạt yêu cầu nhưng đã rất gần đạt mục tiêu. Dường như mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả những gì nó cần là cơn gió đông. Nhưng khi nào thì người Ả Rập sẽ từ bỏ bảo địa phong thủy này? Gần như không thể tự nguyện từ bỏ một việc như vậy. Nhưng có người nói, liệu có động đất bất ngờ không? Hoặc, một tên lửa bị trượt. Lập tức có người phản đối, nói rằng, tại sao chỉ nghĩ đến tai họa? Kinh Thánh tiên tri rằng khi ngôi đền được xây dựng lại thì Antichrist, những kẻ chống Chúa, cũng sẽ xuất hiện, lúc đó nền kinh tế thế giới sẽ rất tồi tệ. Nếu không thể bán được dầu với giá cao hơn và nền kinh tế Ả Rập sẽ sụp đổ, liệu mảnh đất đó có thể được bán cho người Israel không? Đây là giải pháp hòa bình nhất. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.